Đâu ra tìm anh Thành đây. Alo, ơi, xe ra tủ chưa? Dạ, trong cuộc chơi những lời la to hay thua này đội nào đấy anh nhà chơi hả nhà chơi anh không một ba nhà chơi anh sao nhà chơi anh sao nhà vô đi đội nào đấy bây giờ thì bên miền gì đấy chị chúng ta sẽ bắt đầu miền gì miền gì khu vực miền tây hả sao miền tây nhiều vậy rồi rồi miền tây sao miền tây sao không hiểu sao ôi miền tây sao chỉ ra được anh đây bên đây là bên kho đúng không? Kho hả? Kho sao? Kho sao? Kho sao? Mà muốn chúng ta phải cùng giao lưu, cùng gắn kết với nhau đó, phải xuống đây, xuống mà nhau bây giờ. À, xuống mà nhau vậy hả? Trời, cái gì vậy trời? Lớn rồi, bất chơi, vui. Lớn rồi như thế này nha. Để chúng ta đảm bảo là thời gian không. Tại vì mình đứng lâu là mình càng đứng lâu thì chúng ta càng nắng. Bây giờ xin mời tất cả các anh chị trước khi chúng ta tiến vào chương trình cho tiền ở đây. Các anh chị vui lòng tắt bớt phí điện thoại những cái gì mà dễ rơi rớt. Mình giải ra một cái tên lên cho thôi. Đặc biệt là điện thoại bớt phí cái gì mà dễ rơi rớt đó nha. Tôi có cái gì mà tiền bạc dễ rơi. Thế nên tất cả các anh chị trong cái tiền ở đây 30 phút. Nha. Trong cái hành trình này chúng ta sẽ có giải thiện kim luôn. Giải nhất là 2 triệu tổng. Nha, 2 triệu tổng. Giá nhì là 1 triệu cộng. Giá ba là 500 cộng. Mà tổng sẽ nhiều hơn. Đi đâu là tay đâu. Và bây giờ mình sẽ làm theo lời hát của Sông Lê Châu. Mình dỗ cái tay lên đi. Xem ai cho lại lần đi. Dỗ cái tay cao thì cao. Dỗ cái tay lên đi. Xem ai cho lại lần đi. Mình là anh em. Có chi đâu mà ngại ngùng. Dỗ cái tay cho to. Hãy dỗ cái tay cho kìa. Tay đâu là tay đâu. Và bây giờ hai tay để xuống eo người phía trước, để lên eo cái người phía trước. Và bây giờ mình lắc, 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 là mình lắc, 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 là mình lắc, 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 mình bóp 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 là mình bóp 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 đại sư wow à rồi mình hãy phá xa đồng đội của mình để tinh thần càng cao để năng lượng càng nhiều nha. Và tiếp tục mình sẽ bóp 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 mình đấm 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 là mình đấm 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 mình tiếp 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 là mình tiếp 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 à rồi rồi mới có tiếp thôi mà kia anh kia xuống ok đại sư. Chỉ cần thừa và lầy nhất là được. Chỉ cần là không có bị áp được công ty nha. Đặc biệt là không áp được công ty nữa. Bây giờ mình phỏng vấn miền Đông chứ. Anh có nghĩ rằng anh là sẽ là bựa và lầy qua hai đội trưởng chưa? À, chắc là mình bựa và lầy hơn đấy. Ok, chắc là bựa và lầy hơn đấy. Còn anh thì sao? Có lầy mà lội luôn. Ok, miền Tây người ta thêm lội nữa nha. Lầy mà lội nữa nha. Còn riêng Sài Gòn mình như thế nào ạ? Sài Gòn là không lo về giá. Sài Gòn là không lo. Một ba đầu. Thêm thử tim nào để là tim sáng tạo đều đẹp và lầy lội nhất nha. Hey. Trời ơi quẩy lớn gì vậy?
Trời quá, bị chạy mất 2 triệu ơi, bị chạy mất 2 triệu ơi. Đội cuối cùng tất cả thành viên của đội mình tạo thành một sợi dây người dài nhất từ vị trí lên cờ này dài ra biển. Thank you.
thành viên đã qua được 4 thành viên rồi.
500.000 mà chưa có 14 người hay căng à. Tay nhất giơ tay. Và xin chúc mừng giải nhất của chương trình Team Building năm nay đó là miền Đông. Nếu như không có team miền Tây. Bye.